Sáng ngày 30 tháng 3, tại Hồ Quần Ngựa, Ủy ban Nhân dân phường Lạch Tray và Lạc Viên, quận Ngô Quyền tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019. Tại ngày hội, hàng trăm vận động viên đến từ các khối, giáo viên, công an, đoàn thanh niên, học sinh, cựu chiến binh, phụ nữ, hội chữ thập đỏ, hội người cao tuổi, các tổ dân phố tham gia chạy trên quãng đường 1 km, tạo không khí tưng bừng náo nhiệt. Hoạt động chạy Olympic góp phần đẩy mạnh cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, xây dựng thói quen tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống người dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Dự kiến, ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân được tổ chức hàng năm trên địa bàn phường.